Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 23 tháng 9 và ngày 24 tháng 9. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, giải hội tụ nhiệt đới bị nén về phía nam có trục dắt qua Trung Bộ. Gió mùa tây nam có cường độ giảm dần ở mức yếu đến trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn tây nâng trục dắt qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa tập trung chủ yếu vào trưa, chiều và đêm, gió tây nam cấp 2, có lúc cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, ngoài khơi sóng cao từ 0,75 đến 1,75 m. Biển bình thường, có lúc động nhẹ trong cơn dông. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 2 m xuất hiện lúc 6 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, thấp nhất -1,40 m xuất hiện lúc 14 giờ ngày 24 tháng 9. Mực nước tại Phước Long cao nhất 1,03 m xuất hiện lúc 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, thấp nhất 0,97 m xuất hiện lúc 6 giờ ngày 24 tháng 9. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.